Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với chợ ô tô Hòa Bình. Ngày hôm nay thì chợ ô tô Hòa Bình sẽ gửi tới anh chị và các bạn thông tin chi tiết về một chiếc xe Lexus GX 470 sản xuất 2008 nhập khẩu nguyên chiếc. Xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về các chi tiết về chiếc xe. Ngoại thất của chiếc xe là màu trắng, nội thất là màu kem. Chiếc xe cực kỳ đẹp, chủ xe bảo dưỡng định kỳ, chăm chút chiếc xe nên anh chị bạn có thể thấy qua. Các chi tiết về mép lối, mép cản của chiếc xe còn rất đẹp ạ, nó và rất khít. Sơn si thì anh chị bạn thấy rất là đồng đều nhé. Mâm thì trang bị mâm đúc hợp kim, 5 chấu kép. Lốp thì có trang bị dàn lốp Michelin, vành 17 inch anh chị ạ. Các chi tiết bậc lên xuống này. Đấy, anh chị hãy quan sát cùng em. Một chiếc xe có tuổi đời là 2008, nhưng mà các chi tiết của chiếc xe còn được trong tình trạng là hoàn hảo, do được chủ xe chăm chút giữ gìn cẩn thận. Xe thì bên showroom bán ra luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test toàn quốc anh chị nhé. Và bây giờ em mời anh chị và bạn cùng xem qua về phần đuôi xe. Đuôi xe thì nó có các tính năng an toàn như là cảm biến lùi, rồi cam lùi, rồi đèn phanh trên cao. Đấy. Với dòng xe Lexus 570 này, 470 này thì được rất nhiều người yêu thích và chọn lựa. Rồi. Và đây là không gian chứa đồ của chiếc xe anh chị này. Đấy. Không gian chứa đồ rất là rộng rãi anh chị ạ. Khi gặp hàng ghế thứ ba lên, mọi chi tiết ốc ác của chiếc xe đều trong tình trạng là nguyên zin nguyên bản anh chị nhé. Anh chị và các bạn cần mà đánh xe đi ra gara hay là về đại lý nào để kiểm tra thì bên showroom sẽ đánh xe để anh chị bạn có thể dễ dàng đi kiểm tra. Xe có chứa mà hệ thống giải trí âm thanh Max Levinson, cho cái âm thanh của chiếc xe cực kỳ hay. Và đây là các chi tiết lốp láp, em quay để anh chị bạn thấy rõ là lốp còn rất là dày nhé. Các chi tiết này anh chị có thể thấy qua. Mâm thì cực kỳ sáng và chưa hề có hiện tượng xước xác. Và ta đi tiến tới không gian hàng ghế thứ hai. Với hàng ghế thứ hai thì anh chị bạn thấy qua chi tiết về cánh cửa trước xem nó có bị đâm va hay không. Đây là các chi tiết keo chỉ này, cũng như phần ốc ác vẫn còn nguyên zin anh chị ạ. Các chi tiết táp ly rồi là các chi tiết ốp gỗ. Với hàng ghế thứ hai thì nó có các trang bị điều chỉnh như chỉnh gió rồi là các thứ điều hòa ở đây anh chị nhé. Với ghế thì chất lượng ghế da của chiếc xe thì còn rất là đẹp ạ, rộng rãi cho 3 người ngồi và cũng có trang bị bệ tì tay. Xe thì đã được trang bị màn hình trần ở phía trên này anh chị này. Đấy. Chị bạn có thể thấy qua, rất là tiện ích. Không gian ngồi thì rất là rộng rãi. Và em mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết về bên cánh lái. Với phần cánh lái thì nó có trang bị là ghế chỉnh điện, nhớ hai vị trí ghế, rồi cùng các phím mà lên xuống kính. Các chi tiết tem mác của nhà sản xuất thì vẫn còn nguyên zin anh chị nhé. Đấy, cho ta thấy được cái chiếc xe nó có trong tình trạng là nguyên zin nguyên bản. Cột A và cột B của chiếc xe là anh chị bạn có thể thấy là nó không có hiện tượng bị gò hàn hay gì, ốc ác vẫn còn nguyên zin đây. Đây là các chi tiết về các phím điều chỉnh gương, khóa cầu. Cũng rất là sấy gương. Vô lăng thì 4 chấu bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có ốp gỗ. Và đây là cái màn hình giải trí của xe, có trang bị đầy đủ map rồi là hệ thống giải trí. Để em quay qua để các bác thấy. Xe thì có chế độ sấy ghế, rồi hỗ trợ khởi ngang gốc, rồi là lưng hạ gầm. Các chế độ lái, rất nhiều công nghệ được tích hợp trên chiếc xe này. Và tầm tiền của nó cũng rất là hợp lý thôi ạ, chỉ trong khoảng hơn 900 một chút thôi. Và bây giờ em sẽ mời chị và các bạn cùng tham quan về cái bộ máy của chiếc xe, để xem cái bộ máy của chiếc xe nó có bị đâm va hay không. Đấy, các bác có thể thấy qua các đường keo, đường gân, rồi những cái phần keo chỉ, ốc ác của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo anh chị nhé. Tem mác vẫn còn nguyên zin này các bác này, nhìn thấy đây, tem mác của nó vẫn còn nguyên nhé, cho ta thấy lắp capo không hề bị thay thế gì cả. Khối động cơ V8 cực kỳ mạnh mẽ, vượt cho mọi địa hình. Đây là các chi tiết em quay rõ để các bác thấy này, ốc ác này. Bác nào mà cần xem kỹ hơn thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình.
em sẽ video call để các bác có thể xem trực tiếp cùng em và trao đổi trực tiếp với em. Hoặc là cần hình ảnh về phần nào thì em có thể là chụp kỹ lại để gửi cho các bác đầy đủ nhất. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Lexus GX470 sản xuất là 2008, nhập khẩu nguyên chiếc, hiện đang giao bán với mức giá là 999 triệu, còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Các bác nào đang quan tâm thì hãy liên hệ em nhé, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ để các bác có thể làm rõ. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi tới kênh Mua Bán Xe Cũ, và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.